một gốc nhưng mà hai ngọn. Thế thì gốc là gốc đa nhưng mà ngọn là đa quả thị. Ôi. Cứ đến mùa thị là cho quả thị, đến mùa đa lại cho quả đa. Trời. Cho nên nhân dân trong vùng vẫn thường gọi là cây đa thị. Quyết định cho hạ cây này xuống. Và khi hạ cây này xuống thì lại có hai cái điều đặc biệt. Điều thứ nhất là gỗ lim nhiều tuổi có đặc tính là tiêu tâm, tức là rỗng cái ruột bên trong. Thế nhưng mà cây lim 600 năm tuổi hạ xuống thì ruột vẫn còn đặc nguyên một khối. Điều đặc biệt thứ hai, trường hợp đến kinh ngạc ấy, là cây đẽo cái phần vỏ cây lim đi. Thì cây lim có đường kính gốc là 80cm thì vừa khít với phiến đá ngày xưa các cụ để lại trong căn nhà chính điện này. Cũng có sơ đo tròn trĩnh là 80cm. Thế là khi cây gỗ và đặt lên phiến đá thì lại vừa khít và in với nhau, rất là trùng hợp. Hiện tại cái lim đó đang để trong một tòa rất là linh thiêng ấy. Không phải tiền điện, trung điện mà nằm trong cái tòa hậu điện. Bởi vì hậu điện bao giờ cũng gọi là chốn cung cấm mà, chốn linh thiêng nhất. Yeah. Và cái này là cột cái và đồng thời cũng là cột đông đấy. Khi dựng nhà sẽ dựng cây đó đầu tiên. Họ gọi đó là cái vị trí đắc địa. Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thọ Xuân, thuộc tỉnh Thanh Hóa. Thì đây là trên đường đi vào một cái nơi Bùi Hồ cần quay một cái clip rất là đặc sắc cho cô bác quý anh chị xem. Thì trải qua cái đoạn đường này thì có bán rất là nhiều đặc sản, và đặc sản đặc trưng nhất của Thanh Hóa đó là bánh gai. Và sau lưng cô bác quý anh chị đó là cái nồi hấp bánh gai, không biết thì cái vị bánh gai nó ăn như thế nào nha. Ở đây thì cảm nhận ở ban đầu thì ở đây rất là nhiều lá chuối luôn nè. Bây giờ mình xem thử thưởng thức thử. Đây là bánh gai đây. Nó bánh gai nó tưởng tượng như một cái bánh gì ở Cao Bằng mà em đang gọi nha. Nó cũng giống vậy thôi. Cao Bằng nó vẫn có một loại bánh gai màu đen. Ôi, hiểu bánh gai rồi. Chắc có lẽ cô bác quý anh chị xem clip trước không biết Bùi Hồ có quay lên không ta. Thì đây là một cái bánh gai đây. Ở trên này có mè nè. Trong này là bánh này được làm bằng gì nhỉ? Đậu nếp ở trong là bột dừa vâng ạ. Vâng, chị, sau khoảng thời gian từ thành phố Thanh Hóa vào huyện Thọ Xuân của khu di tích văn hóa Lam Kinh, với quãng đường hơn 50 km đường bộ và hơn 1 giờ đồng hồ chạy xe, thì Bùi Hồ đang có mặt tại khu di tích đặc biệt quốc gia Lam Kinh. Vậy thì ở trong đây có một cái điều gì đặc biệt mà làm Bùi Hồ từ Đồng Tháp cách quãng đường xa xôi ra tận miền Trung nắng gió như thế này để tìm quay một cái điều đặc biệt đó cho cô bác quý anh chị? Và mời cô bác quý anh chị theo Bùi Hồ để đem đến mảnh đất được gọi là Địa Linh Nhân Kiệt. Trong đây có một cái điều rất khá là bất ngờ nha. Đi theo Bùi Hồ nha. Đây là cái khu văn hóa, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Cô bác quý anh chị, thì hôm nay Bùi Hồ có mời được một chị ở trong cái khu văn hóa đặc biệt Lam Kinh. Đại chị sẽ thuyết minh tất tần tật về cái khu này. Chị có thể giới thiệu cho biết là chị tên gì nhé? Chị là Lê Thị Thức, cũng là con gái họ Lê, là hướng dẫn viên tại điểm khu Lam Kinh. Dạ. Thì hôm nay em về Lam Kinh thì nơi này chính là quê hương của người anh hùng dân tộc Lê Lợi. Dạ. Đồng thời cũng là nơi phát tích của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Dạ. Đánh đuổi giặc Minh trong 10 năm đầy gian khổ. Dạ. Tức là từ năm 1418 cho đến năm 1427. Sau này thì nơi đây chính là nơi an nghỉ vĩnh hằng của vua hoàng hậu triều Lê Sơ. Cái điểm đến đầu tiên mà chị muốn giới thiệu cho Bùi Hồ và cho cô bác quý anh chị biết đó là cây đa thị. Đây có một cái giếng cổ Lam Sơn đây em. Giếng này là nguồn nước cung cấp cho gia đình nhà vua ngày xưa để ăn uống sinh hoạt hàng ngày đấy. Dạ. Giếng là hình elip và độ sâu 7.5m, tức là 7.5m từ mặt nước xuống đáy giếng. Ngọn môn thì gồm 3 lối đi đôi giữa, rộng nhất dành cho vua. Dạ. Hai bên dành cho quan đi và quan hiệu võ. Bên trái quan văn, bên phải dành cho quan võ đi. Công trình này cũng là được phục hồi làm lại vào năm 2009 ấy. Cái đây là ngõ môn hả chị hả? Với tổng kinh phí là 7 tỷ đồng. Dạ. Trong đó thì cán bộ công ty mấy đường Nam Sơn gần đây là công chiến 5 tỷ. Cái này đã phục dựng lại hả chị nhỉ? Đây chính là cái đa thị mà em vừa hỏi đây. Đấy, cái đa này trông rất là đẹp. Theo khoa học thì đây gọi là cây đa hạch hay là cây đa lông. Thế nhưng người dân ở đây thì gọi là cây đa thị. Vì kể lại rằng xưa kia là cái thị có trước và chim chóc vẫn thường kéo nhau về đây để ăn quả thị. Thì vô tình lại mang hạt đa tới đây. Hạt đa này rơi xuống đất phát triển nhanh và ôm trọn lấy cái thị trong lòng. Từ đó là hai cây cộng sinh ấy, một gốc nhưng mà hai ngọn. Thế thì gốc là gốc đa nhưng mà ngọn là đa quả thị. Ôi. Cứ đến mùa thị là cho quả thị, đến mùa đa lại cho quả đa. Trời. Cho nên nhân dân trong vùng vẫn thường gọi là cây đa thị. Nhưng mà rất tiếc thì giờ em có nhìn cái thị đâu cũng không thấy, bởi vì năm 2007 cái thị có hiện tượng héo úa, cuối năm đã chết mất rồi. Nguyên nhân chết đó là do cái đa ôm chặt quá và đã hút hết chất dinh dưỡng của cái thị đi.
Và giờ chỉ còn mỗi cái đa sở bốt mình đây thôi. Và nhìn cái đa thị này cũng nhiều nhà thơ là Tức Cảnh Sinh Tình làm nhiều bài thơ hay về cái đa thị. Mọi người tâm đắc nhất là một trong những câu là ngàn xưa ta đã đa tình, chứ đâu chỉ có chúng mình hôm nay. Và du khách cũng đang đánh giá đây là một trong những cái đa gần như đẹp nhất nước mình. Không chỉ đẹp về cái dáng cái thân đâu, còn đẹp ở vị trí trung tâm, ở giữa cây đa giếng nước Sơn Đình mang nét đẹp của miền quê Việt Nam. Thì ngày nay cũng có một cái thị con mới mọc ở bên phải gốc đa đấy. Dạ. Giống như cái bố cái mẹ về đây sinh ra cái thị con thì bầu bạn với cái đa này cho đỡ buồn. Mình lại đằng đó đi chị nha. Hôm nay thì cái thị cũng hơi bé một chút. Dạ. Ôi thân cây lớn quá nha chị. Dạ. Chị nói cây thị mọc kế bên hả? Đây cái thị con đây. Kia là hai cái nhãn còn cái thị này. Ôi cái thị nhỏ đấy nha chị ha. Cái thân của nó cũng rất là bé thôi. Đó. Ôi cây bên này là cây thị. Cây bên này. À cây bên này ha. Kia là cây nhãn. Ồ. À, cô bác quý anh chị, cây đa thị, lý do là cây thị với cây đa ôm nhau theo chị chia sẻ thì khi mà đến mùa đa thì sẽ có quả đa chị ha. Đến mùa thị thì sẽ có quả thị. Nhưng hiện nay thì cộng sinh với nhau nên phần cây thị nó, phần cây đa nó đã chiếm hết phần cây thị và hiện nay chỉ có mọc lại một cây đa nhỏ như thế này thôi. Cũng khá là linh thiêng và chị theo chị chia sẻ đây là một trong những cái cây đa đẹp nhất và đường kính lớn nhất nước Việt Nam mình hả chị ha? Năm 2013 thì cây này đã được công nhận là cây di sản. Dạ. Thế còn hiện nay là có một cây lim ấy. Dạ cây lim đó. Cây lim hiến thân nhưng mà cây lim đó thì hiện nay là đang ở để cái thân gỗ của nó nằm trong cái ngôi nhà chính điện kia. Cái ngôi nhà đó. Mà ngôi nhà đó hiện nay lại chưa mở cửa. Dạ. Em nghe kể rằng thì cây lim đó trước đây vẫn khá là xanh tốt. Nhưng mà khi sửa lại cái ngôi nhà chính điện đó thì cây lim đó trút hết lá và còn lại thân cây. Người ta nói rằng là khi mà cây càng lớn thì thân càng rỗng. Nhưng mà điều đặc biệt ở cây lim này đó thì nó thân nó chắc và có thể chứa, có thể cất được một cái ngôi nhà, tu sửa lên ngôi nhà chính điện đó. Và sau này thì cây thị mọc lên phải không chị nhỉ? Ừ. Cây lim mọc lên. Và người ta nói cái đường kính đó nó có bằng với lại một cái mặt bằng của cái trụ để mình sửa hay chị nhỉ? Ừ. Rồi. Thì cây lim đó là hiện nay cái vị trí của cây lim đã từng sống ở trên khu vực phía Tây này. Em cũng muốn ra quay cái vị trí cây lim đã từng sống. Dạ. Yeah. Còn cái công trình này thì hiện nay là chưa mở cửa bởi vì chưa có khai quang đưa vào nhà lớn. Mà chỉ có mới xong cái vỏ nhà thôi, bên trong nội thất đồ thờ thì chưa có. Dạ. Thì bởi vì công trình này là chính điện Lam Kinh, ngày xưa chính là nơi để vua nghỉ ngơi kết triều Ngụy bàn việc nước. Và công trình này là một trong những công trình kỳ vĩ tại khu di tích này. Ôi. Thế nhưng mà trải qua những cái biến thiên lịch sử thì công trình cũng ngày xưa không còn nữa. Thì năm 2010 nhà nước đã cho phục hồi lại cái công trình này. Đấy thì khi mà năm 2010 phục hồi thì có cái lim trong rừng mà ta đang tới đây. Thì khi đó thì cây lim nó đang xanh tốt bình thường, giống như em vừa nói là bỗng dưng hơi trở thành xuống tóc xuống lá trở thành cây khô. Và lúc đó thì các nhà ngoại cảm về đây cũng cho rằng là công trình đây trùng tu rất là nhiều, nhưng mà toàn lấy gỗ ở nơi khác về. Yeah. Và chưa có một cây gỗ nào được hạ tại cánh rừng này cả. Sau đó quyết định cho hạ cây này xuống. Và khi hạ cây này xuống thì lại có hai cái điều đặc biệt. Điều thứ nhất là gỗ lim nhiều tuổi có đặc tính là tiêu tâm, tức là rỗng cái ruột bên trong. Thế nhưng mà lim 600 năm tuổi hạ xuống thì ruột vẫn còn đặc nguyên một khối. Điều đặc biệt thứ hai trường hợp đến kinh ngạc ấy là cái đẽo cái phần vỏ cây lim đi. Thì cái lim có đường kính gốc là 80cm thì vừa khít với phiến đá ngày xưa các cụ để lại trong căn nhà chính điện này, cũng có sơ đo tròn chỉnh là 80cm. Thế là khi cây gỗ và đặt lên phiến đá thì lại vừa khít và in với nhau, rất là trùng hợp. Hiện tại cái lim đó đang để trong một tòa rất là linh thiêng ấy. Không phải tiền điện trung điện mà nằm trong cái tòa hậu điện. Bởi vì hậu điện bao giờ cũng gọi là chốn cung cấm mà, chốn linh thiêng nhất. Dạ. Và cái này là cột cái và đồng thời cũng là cột đông đấy. Khi dựng nhà sẽ dựng cây đó đầu tiên, họ gọi đó là cái vị trí đắc địa. Và khi cưa cây này ra thì xác minh được cái vòng đời khoảng trên dưới 600 năm tuổi.
gần với từ đời Đức Vua Lê Thái Tổ Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn nổ ra ở đây. Đúng là họ bảo là cây sống lâu cũng có thần ấy. Dạ. Gỗ thì được gọi là thần mộc trong ngũ hành, như là mộc thủy thổ hỏa kim. Các cụ ta cũng thường nói là đến trước đến sau không bằng đến đúng lúc, cây này đến đúng một khi khởi công xây dựng khu chính điện. Dạ. Ta vẽ bên này, ta nhìn thấy cái vị trí của cây linh thánh thần ở bên này nhé. Vâng, bây giờ thì chị sẽ hướng dẫn mình đi qua cái lối bên này để đi nơi mà còn lại cái gốc của cây lim để lại. Đây, rừng này thì rất là nhiều các cây lim. Trong đây thì rất là nhiều gỗ lim, nhưng mà cái cây đó, cây lim đó là cây lim lớn nhất ở đây hả chị nhỉ? Đúng là cái vùng đất Thanh Hóa này là một trong những cái vùng đất địa linh nhân kiệt ha chị ha. Đây chính là vị trí của cây lim hiến thân đấy. Ôi, gọi là cây lim hiến thân. Còn lại một cái vết tích khi xưa. Khi mà mình cây hiến thân thì lúc đó thì năm bao nhiêu hả chị ha? Đây, tháng 9 năm 2010 đấy. Ờ. Thế khi khởi công năm 2010 thì cây lim đang sống ở đây thì nó bỗng dưng nó trở thành cây khô đấy. Dạ. Và sau đó thì khi hạ nó xuống thì cưa ra thì không những là đóng góp được mình cột cái mà còn được thêm cột trốn của con của quân thượng lương, tức là năm thứ của cả tiền điện, trung điện, hậu điện. Là những cái phần nhánh của cây hả chị? Phần gốc là được cột cái. Dạ. Yeah. Còn là cột trốn của con của quân thượng lương ấy, là những cái cột phụ, là những cái phần phụ đấy. Dạ. Yeah. Chị nghe điện thoại đi. Cô bác quý anh chị thấy đường kính của cây khá là lớn. Khi mà chị thông báo rằng là chị có thể cho mình biết rằng là cây này tròn 600 năm tuổi, trước đây sống vẫn bình thường. Nhưng đến khi sửa lại chánh điện, sửa lại hậu cung, thì cây trúc, tự nhiên cây trúc bỏ toàn bộ lá và chỉ còn lại thân cây. Như thế thì mọi người theo sự tiên đoán thì mọi người mới lấy thân cây đó làm một cái cột của phần hậu cung, nơi gọi là cấm cung trong triều đình ngày xưa. Phải nói là những cái câu chuyện rất là tâm linh. Thân các cành nhánh là đã đưa vào sử dụng rồi. Ôi, còn lại cái phần gốc ở đây ha chị ha. Đây không phải gốc, đây là các rễ thôi. À, các rễ. Rễ của cái cây. Ôi. Cái cây lim. Gốc là nó to lắm. Dạ. Yeah. Thân cây này thì có thể là 50 người ôm không xuể hả chị nha. Ở đây nè, mình có thể bước xuống đây được không? Được hả chị? Ôi, coi thử xem thử. Gỗ lim là một trong những loại gỗ mà tốt để dùng để xây dựng cung đình hay là những cái biệt thự hiện nay người ta thường sử dụng là gỗ lim. Dạ. Dạ. Một số cây lim là lá nó cũng đã xấu, nó khế ở đời rừng này đa số là cây lim là chủ đạo đấy. Thì hiện nay chị có biết được rằng thì cái cây lớn nhất ở trong đây thì khoảng bao nhiêu tuổi không? Khoảng 600 năm tuổi, khoảng đấy là cây xui đang chuẩn bị tới đấy. À. Cây xui mà trong tập thơ Việt Bắc của Tô Lữ đấy. Dạ. Có câu là thương nhau chia củ sắn lùi, bắt cơm xẻ nửa, chăn xui đắp cùng. À. Tức là vỏ cây xui đó đập ra làm chăn giữ ấm mùa đông. Ồ. Ừ. Cây với chiều cao là khoảng hơn 30 mét và tuổi đời 16 đến 700 năm. Khá là đặc biệt ha. Ừ. Xui mà chị vừa nói đấy, trong suối đắp cùng em có thể lại sát em quay cây xui. Ôi. Cây xui này thì cái phần vỏ nó là mình sẽ đắp ra mình làm chăn hả chị? À, ngày xưa thì mình không có chăn màn giống như bây giờ, thì ngày xưa các cụ dùng cái vỏ của cây này làm chăn để mà đắp. Ôi quá cao luôn. Cây này có tuổi đời là khoảng bao nhiêu hả chị nè? 600 tuổi. Ôi. Ủa thân cây. Ờ, vậy thì cây này phải nói là sống rất là thọ. Tại vì đã 600 năm tuổi thì mà thân cây đường kính nó vẫn còn nhỏ hả chị ha? Gọi là cụ cây vậy. Cụ thụ. Dạ. Yeah.